Hello, hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo. À, đầu năm học mới thì em xin kính chúc tất cả các à, em học sinh, sinh viên năm học mới à, học thật giỏi và thật là nhiều sức khỏe nhé. Hôm nay các em nhập học rồi thì em cũng phổ cập các dòng iPhone lốc đến tất cả các em học sinh, sinh viên, kể cả người lớn hay người già dùng đều được. Thì hàng lốc thì đảm bảo là hàng zin ngon bổ rẻ rẻ thì chỉ có mua lốc thôi nha đấy hôm nay nhà em thì có dòng 7 nhỏ lốc và rất nhiều 8 plus lốc 8 plus lốc thì giá chỉ từ 1 triệu 7 thôi nó tùy vào tình trạng của máy mọi người xem video thì nếu mà ưng sản phẩm nào ưng chiếc máy nào thì liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại của em tự để được tư vấn nhé Facebook ở Nguyễn Cherry link đính kèm dưới phần mô tả không lại nhầm lẫn nhé đấy cọc qua hai tài khoản ngân hàng ở trên thẻ bảo hành chủ tài khoản Nguyễn Anh Đào Đấy, địa chỉ ở 28 Đại Linh Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng nha mọi người rồi Ok bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu iPhone lốc giá rẻ ngày hôm nay Đấy, hôm trước là giới thiệu cho mọi người cái dòng 7 nhỏ lốc 32g rồi Đấy, hôm nay vẫn còn hàng nhá đây à, 81 74 87 82 84 những cây nào mà pin dưới 80% thì nhà em sẽ thay mới free cho mọi người không mất thêm phí. Còn anh chị nào thích pin zin thì mình cứ lấy pin 8X dùng ok ngon lành luôn nhá. Hình thức máy thì rơi vào khoảng 98%. Đấy. Hình thức máy rơi vào khoảng 98%. Máy zin áp full chức năng. Chưa qua sửa chữa gì cả. Màu trắng và màu hồng. Màn 4.7 inch, pin 1009. Bao ghép sim đầy đủ nhé. Video trước thì em đã hướng dẫn mọi người ghép sim của dòng 7 nhỏ lốc rồi Đấy, rồi tí nữa thì em sẽ ghép sim cái dòng 8 plus lốc cho mọi người nhé Nó y chang như cái dòng 7 nhỏ lốc này thôi Nó chỉ khác mã nhà mạng của từng cây Đây, 7 nhỏ lốc 32g giá 1 triệu 3 Tặng kèm sim ghép xà cáp cường lực ốp lưng đầy đủ nhé Bao ghép sim mọi người yên tâm luôn Kể cả học sinh, sinh viên đều ghép được sim nhé Đấy, có cả màu đen này, màu đen pin zin 83 51 78 78. Đấy, ba cái cây này thì pin kém rồi. Sẽ thay pin mới cho mọi người, còn cây pin 83 thì giữ nguyên nhé Hình thức máy đẹp 98%. Tất cả đều là hàng zin áp và hàng full chức năng chưa qua sửa chữa gì cả. Đây hàng full chức năng hết nhá. iPhone 7 nhỏ lốc Nhật 32 GB. iOS 15 hết tải được tất cả các ứng dụng đấy máy lốc lắp sim dùng 4G như máy quốc tế không khác gì nhau đâu nha mọi người chỉ khác nhau ở cái lúc lắp sim là lắp kèm một miếng sim ghép thôi đấy còn 7 nhỏ lốc hay là 7 nhỏ quốc tế thì tất cả các chức năng cấu hình bộ nhớ 32 hay 128 nó đều sử dụng như nhau nha mọi người 7 nhỏ lốc 32g giá chỉ 1 triệu ba một cây Còn mấy cây bán lốt nha mọi người. Ok. Hôm nay đến hàng hôm nay là có 8 Plus Lock 64GB và 256GB. Đây 64GB một dãy đây này, rất là nhiều hàng luôn, đủ màu nhá. Vàng gold này, trắng này, đỏ này, đen này. 8 Plus Lock 64GB. Đấy, màn 5.5 inch. Pin trâu. Sóng bao khỏe luôn nhá. Nhà em hôm nay có web US 14 US15 anh chị nào thích US nào thì mọi người cứ báo em nha đấy đây cây này pin xin 82 phần trăm hình thức thì cũng đẹp khoảng 98 phần trăm nhé đẹp khoảng 98 phần trăm có phẩy nhẹ thôi ạ đấy. màn sáng đẹp không ám ố gì nha vân tay ok hết sử dụng như một máy quốc tế không khác gì không khác một chỗ nào luôn cũng đăng nhập iCloud để sử dụng nha, Đấy, vân tay OK hết này, vào tải tải ứng dụng thì cứ đăng nhập iCloud vào App Store để tải thôi. Còn bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người ghép sim này, Đấy, ghép sim ở dòng này thì cực kỳ là dễ luôn. Đấy, ờ, dòng nào cũng thế, mỗi cái máy nó có một nhà mạng riêng. Thì cây này em đã check nhà mạng là nhà mạng T-Mobile rồi. Đấy. Anh chị nào mà không biết nhà mạng nào Thì cứ nhắn tin qua em Mua máy của nhà em thì nhà em sẽ check email cho nhé Rồi Đầu tiên này Khay SIM này SIM ghép đặt lên này Đấy Chữ PRO ở sau lưng này Ok chưa ạ Rồi đặt SIM của mọi người lên Lưu ý giúp em là SIM nào cũng sử dụng được nhé Trừ những uh, uh, Chủ yếu là cái SIM uh, uh, Mấy cái SIM mà uh, cột sóng nó ít thì sóng nó kém thôi, chứ còn Viettel hay là Vinaphone sóng rất là ok nhá Đấy, lắp SIM vào này, nó sẽ văng ra ngoài màn hình active. Đây là màn hình active. Nếu mà mình lắp đúng ấy thì nó sẽ văng ra ngoài màn hình này, còn mà lắp sai thì sẽ hiện là không có SIM ở chỗ này. Đây là lắp đúng nhá nó văng ra ngoài màn hình này nhá Đấy, nó sẽ không hiện cái bảng TMSi Pro. Nếu mà hiện thì mình sẽ chọn luôn Còn không hiện thì mình bấm phím home Lên cuộc gọi khẩn cấp Rồi bấm sao gọi Đây nó sẽ lên cái bảng bảng mã cho mình chọn đây này Đây chọn TMSI Pro Cây này là nhà mạng T-Mobile T-Mobile là 3102603 Cái mã này lấy ở đâu á Cái mã này là lấy ở trên Google nha mọi người Đấy rồi bấm gửi Bấm gửi gửi này gửi gửi này rồi 8 plus chọn pro 1 nha ok không được bấm vào cái chữ tiếp tục để máy văng vào trong hoặc là máy hiện cái chữ việt theo ở đây thì mình sẽ bấm tiếp tục còn máy không hiện chữ việt theo thì mọi người giữ nguyên để máy tự văng vào trong nhé rồi mọi người đợi một tí máy sẽ văng vào trong và hiện việt theo Đấy là mình sẽ nghe gọi được bình thường nhá. Đây mọi người vào di động Mình có thể bật chuyển vùng dữ liệu di động hoặc không bật đều ok nhá. Đấy tức là mình muốn dùng 4G thì mình bật Mà mình không muốn dùng 4G thì mình bắt wifi để sử dụng Cũng ok nhé Rồi bây giờ nghe gọi này quý khách đã lựa sử dụng... Ok dạ Đây lắp sim thì rơi vào khoảng 1 đến 2 phút là xong nhé Chủ yếu là cái sim của mình là đang khu vực có nhiều sóng hay là ít sóng ấy Chứ còn là Viettel thì lắp nó lên rất là dễ Vina hay là Mobi thì mọi người phải đợi cho nó mồi sóng lên nhá Đấy Đây là cách fix sim của iPhone 8 Plus Lốc 64GB nhá Sim bị khóa là máy lốc nhá 64GB Ok chưa ạ Hôm nay em có đủ màu bản 64GB Mà đa số là màu gold Đấy, có US 15, uh, US 14 nhé. Pin zin uh, là pin zin 82 hoặc là pin thay mới 100. Đấy. Hôm nay thì giá hôm nay bản 64 ghi là 2 triệu 8 một cây. Hình thức đẹp phẩy khoảng 98% nhé. Mên màn vỏ zin hết. Có duy um, chỉ thay cây nào pin kém thì thay pin. Còn cây nào pin uh, uh, tầm 82 thì không thay. Anh chị nào thích pin zin thì pin 82, còn anh nào chị nào thích pin thay thì pin thay mới 100 không mất thêm phí nhá Đây màu vàng gold, màu vàng gold nhá. Đây là màu vàng gold không phải là màu hồng đâu ạ. Màu vàng gold mặt lưng kính rất là đẹp luôn, giá chỉ 2 triệu 8 một cây. Bản quốc tế thì bây giờ nó rơi vào khoảng 3 triệu 8 đến 4 triệu, máy lốc thì chỉ có 2 triệu 8 một cây thôi nhá. Mà sử dụng như máy quốc tế không khác gì nhau luôn. 2 triệu 8 một cây bản 64 ghi Đây Có rất là nhiều máy Đấy Rất là nhiều máy để mọi người mua Hàng này có khả năng là Sẽ bán đến Tết luôn nha Hình thức Nhiều cây cũng đẹp 99 Cây đẹp 98 Đây pin uh, Pin 7780 thì cũng thay mới cho mọi người à, Thay mới Không mất phí Nên là mọi người cứ yên tâm thôi tặng đủ phụ kiện bao ghép sim rồi đây ví dụ cây này US 15 này 8 plus lên được cả US 16 nha mọi người đấy lên được cả US 16 mà bây giờ US 14 15 là tải được gần hết ứng dụng rồi lên US 16 lên càng cao thì nó càng tốn pin thôi đây 8 plus lốc 64 gb zin đẹp 98 giá chỉ 2 triệu 8 một cây nhá tặng đủ phụ kiện rồi rồi một cây màu trắng màu trắng Ngọc Trinh pin thay mới 100 đây hình thức cây này cũng đẹp khoảng 98 trăm nha Đấy. giá cây này cũng 2 triệu 8 hoặc là màu đỏ đây màu đỏ em cũng có màu đỏ mận đây pin à, 79 hai cây này pin thay mới 100 US 14 đó hình thức cũng đẹp khoảng 98 phần trăm men zin màn zin vỏ zin hết US 14, 15, 16 Giá chỉ 2 triệu 8 một cây Anh chị nào mà chưa rõ cái phần ghép sim ấy Thì mọi người à, uh, à, uh, nhận hàng rồi mọi người nhắn qua Zalo Em sẽ hướng dẫn mọi người ghép lại thêm một lần nữa Còn nếu như mà mọi người biết ghép rồi thì thôi Đây chuyển sang màu đen này Màu đen em có pin thay mới 100 Và pin zin 82 Đấy pin zin đợt này chỉ còn 82% là cao nhất rồi Màu đen Màu đen đẹp thế nhỉ Mấy cây màu đen này đẹp 99% luôn mọi người ạ à. Đấy 8 Plus Lock 64GB Zin full chức năng Bao ghép sim lên sóng Nghe gọi ngon lành Giá chỉ có 2 triệu 8 một cây nhé 2 triệu 8 một cây ạ à. 2 triệu 8 một cây Bảo hành 1 tháng lỗi đổi mới luôn nhé Đấy Chuyển sang dòng 256GB Đây 256GB màu đen, pin zin 81 và pin thay mới 100. 256 GB hình thức cũng đẹp khoảng 98%. Máy zin dead nha, full chức năng. Mấy cây này US 15 hết này. Anh chị nào mà cần lưu trữ nhiều thì nhà em có bản 256 GB nhá. 256 GB thì giá là 3 triệu mốt một cây. À tranh với 64 GB là 300 000 256 GB là 3 triệu mốt một cây nhá. iPhone 8 Plus lock 256 g 3 triệu mốt một cây Đấy. đây màu đỏ mận pin thay mới 100 hình thức đẹp 98 phần trăm nha giá cây này cũng 3 triệu mốt đây ghép luôn cây 256 gb nhà mạng AT&T này đấy mỗi máy thì nó có một nhà mạng riêng đấy 8 plus 256 gb máy lốc cứ pin dưới 80 phần nhà em thay pin mới cho mọi người nha đây chọc sim cây cây cũ ra để ghép cho mọi người vẫn dùng cái sim ghép đấy được nha mọi người sim ghép có thể dùng được nhiều máy mình chỉ khác nhau cái nhà mạng thôi mình sửa cái nhà mạng là được nhé đây đầu tiên cũng chọc hay sim ra này Đó. đặt sim ghép trước rồi đặt sim của mọi người lên đây cứ ghép mình lắp đúng là nó sẽ văng ra ngoài màn hình active như này nhé, đấy, văng ra màn hình active như này. khi mà ghép sim lần 2 ấy thì nó sẽ không lên bảng cho mình mọi người luôn đâu, mọi người bấm cuộc gọi khẩn cấp, bấm sao gọi, đấy lên bảng à, thì nhập mã vào. Đây, nhập mã của nhà mạng AT&T. AT&T là 3104103. Đấy. Bấm gửi, gửi. 8 Plus cứ chọn Pro 1. Để máy tự văng vào trong. Văng vào trong rồi đợi một tí là lên sóng. Đợi một tí nha mọi người Nhiều anh chị và ghét sim mà chỉ hiện không dịch vụ này Thì mọi người vào ứng dụng của sim Bấm reload Là sẽ lên sóng cho mọi người nhé Rồi, lên sóng ok rồi nha, nghe gọi này. cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước. ok dạ, cách ghép sim thì nó như nhau cả thôi, chủ yếu là cái nhà mạng, nhà mạng mỗi máy nó sẽ khác nhau, nên là mình phải nhập đúng cái mã nhà mạng thì sẽ lên sóng ok cho mọi người nhé. Đây 8 Plus Lock 256 g Giá 3 triệu mốt một cây Đủ màu luôn Màu đen, màu đỏ, màu gold này Pin thì toàn pin uh, 74-75% thôi Nên là nhà em sẽ thay pin mới free Không mất tiền cho mọi người nha Đây vân tay ok hết nha US 14, 15, 16 có cả nhá Giá chỉ 3 triệu mốt một cây Màu trắng này Màu trắng Benzin 85, 83, 84 Cây này US 13 US 13 vẫn ghép sim bình thường nhé Hình thức máy đẹp 98% Vẫn ghép sim bình thường Ở dòng US 13 này Không cần phải lên US đâu ạ US 11, 12 vẫn ghép được Nói gì US 13 US 13 vẫn ghép sim bình thường nhé 8 Plus là màn to đấy Cam X1, X2 trục chân dung Mặt lưng kính Đẹp quá tuyệt vời luôn Đấy Bản 256GB, giá chỉ có 3 triệu mốt một cây Còn 64GB là 2 triệu 8 một cây Rồi chuyển sang hàng thanh lý Hàng thanh lý thì hôm nay có uh, 2 cây 8 plus lock 64GB, màn lô và không cam sau Bây giờ quay từng cây một nhé Cây màu đỏ này thì vỏ nó hơi xấu đấy Cây này màn lô không cam sau, pin 75 Hỗ trợ thay pin mới free luôn vỏ hơi xấu US 13 nhá đấy màn lô không can sau vân tay sử dụng bình thường ok chưa ạ cây này chỉ màn lô và không can sau thôi iPhone 8 Plus 64 g giá cây này là thanh lý là 1 triệu 7 nhá 1 triệu 7 thay pin free tặng kèm sim ghép sạc cáp cường lực ốp lưng không lấy sạc cáp thì miễn phí ship cho mọi người nhá đấy tất cả các đơn hàng của nhà em mọi người không lấy sạc cáp là được miễn phí ship nha rồi chuyển sang cây này Cây này thì màn lô bị vỡ kính nhá Và bị mực ở góc này Nhưng mà cảm ứng vẫn sử dụng bình thường Đây Cảm ứng vẫn sử dụng bình thường nhá Vân tay ok hết Cây này cũng là màn lô và không cam sau iPhone 8 Plus Màn lô không cam sau nhá Đây giá cây này thanh lý cho mọi người là 1 triệu 7 nhá mọi người 1 triệu 7 thay pin sẵn 100% rồi Vẫn lắp sim nghe gọi bình thường nhá rồi, tiếp theo là hai cây. 8 Plus Lock 64 ghi một đen một đỏ. Hai cây này tình trạng máy là màn lô, máy phun chức năng. Đấy, cây này pin 78 cũng thay pin mới cho mọi người. Hình thức hai cây này hình thức phẩy hết nhá. Hai cây này đều hình thức phẩy hết. Màn lô và máy phun chức năng. Máy phun chức năng nhá. Có cam sau, máy phun chức năng chỉ màn lô thôi. Màn lô là là tức là không phải màn zin. Và hàng màn lô này thì nhà em không bảo hành màn nhá Đấy Không bảo hành màn Tại vì bán giá bỏ màn rồi ạ hai cây màn lô máy phun chức năng này giá là 2 triệu mốt nhá 2 triệu mốt giá bỏ màn rồi Rồi chuyển sang hai cây uh, 8 plus lốc 256 g hai cây màn lô Đây Benzin 89 và Benzin 85 Màn lô Máy phun chức năng hai cây hình thức uh, khá là đẹp Đây. Hai cây này hình thức khá đẹp nha Cây gold US 13 và cây đỏ US 15 US 15 thì 16 thì lên thoải mái Chứ còn 13 mình kiếm mới là khó nha Đấy, bộ nhớ 256 g màn lô Giá là 2 triệu 3 4, 5, Vẫn tặng sim ghép xà cáp cường lực ốp lưng đầy đủ cho mọi người nha Đây, trên đây là tất cả các iPhone lock của nhà em này Có cả 7 Plus nữa Đây, có sẵn một cây 7 Plus Lock 32 ghi pin zin 77%. Cây này thì vỏ phẩy sẽ thay pin mới cho mọi người luôn nhá. Được cái main zin màn zin. Máy zin hết còn đang nguyên áp suất đấy nhưng mà thay pin thì mất áp luôn. Được cái là pin thay thì dùng trâu ngon hơn. Màn sáng đẹp không ám ố gì nhá. Đấy, 7 Plus Lock 32 ghi zin phẩy máy phun chức năng. Giá cây này là 1 triệu chín nhá. 1 triệu 9 tặng kèm phụ kiện sạc cáp cường lực ốp lưng sim ghép và bao ghép sim dòng 7 plus thì cũng ghép sim như dòng 8 plus thôi đấy 8 plus thì cũng ghép sim như dòng 7 nhỏ thôi không khác gì đâu nó dùng một cái phôi sim ghép thì đương nhiên là nó sẽ ghép sim giống nhau rồi nha mọi người nhé rồi bây giờ là chuyển sang máy quốc tế nha cho mấy anh chị em không không mua máy lớp máy quốc tế đây hôm nay em có một cây XR XR quốc tế 64 ghi màu đỏ pin zin 85 còn nguyên áp suất. Hình thức đẹp 98% có bong sơn nhẹ ở trên viền nhá. Bong sơn rất là nhẹ luôn, được cái máy zin hết chưa qua sửa chữa động chạm gì cả. Bản quốc tế Mỹ 64 ghi lờ lời trên ai nhá, sử dụng được hai sim. Đấy, quốc tế là sử dụng được hai sim nhá. Một sim vật lý và một e sim, cây XR lốc. À, XR quốc tế 64 ghi này. Bao quốc tế chọn đời nhá. Reset đặt lại dòng 2 thoải mái Nâng cấp phần mềm bình thường Giá cây này là 4 triệu 8 nha 4 triệu 8 Có một cây duy nhất thôi ạ XR quốc tế 64 gb Zin đẹp 98% Zin áp suất Chưa bung mở máy Giá cây này là 4 triệu 8 Tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng Bảo hành 3 tháng nhé Rồi Tiếp theo là một cây 12 Pro 12 Pro quốc tế 128 g pin zin 89%, hàng zin áp chưa qua sửa chữa bung mở máy gì nha. Hình thức đẹp phẩy 98%. Đấy, đẹp phẩy 98%. iPhone 12 Pro nhỏ, không phải Pro Max. Đây là Pro nhỏ nha, bản quốc tế Mỹ nha, 128 g Đây cũng sử dụng được hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Đấy, giá cây này là 11 triệu 9 11 triệu 9 tặng kèm xa cáp nhanh cường lực ốp lưng và bảo hành 3 tháng nha rồi tiếp theo là hai cây 12 mini Đấy, 12 mini quốc tế 64 ghi pinzin 87 và pinzin 85 đây hình thức máy thì đẹp 99 nhá hai cây hình thức máy đẹp 99 đây bản quốc tế Hàn bản quốc tế Hàn thì sử dụng như bản quốc tế Mỹ hay là bản quốc tế VN trên A thôi sử dụng như một máy bình thường không khác gì nhau nhé cũng lắp được hai sim một sim vật lý một e sim nha 12 mini quốc tế 64g zin đẹp 99 giá là 6 triệu tư 6 triệu tư tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng và bảo hành 3 tháng nhé rồi tiếp theo hai cây SE2020 quốc tế 64 ghi màu trắng đẹp. Đây pin zin 91 và 90. Hình thức máy đẹp 99 không chảy xước nhá. Không chảy xước, không cấn móp gì nha mọi người. Màu trắng ạ, hai cây này đều US 16 nha mọi người, bản quốc tế à, Mỹ. Đây, à, bản quốc tế Nhật. Nhật hay Mỹ thì cũng sử dụng như nhau thôi. Một cây Mỹ, một cây Nhật nha mọi người, sử dụng được hai sim. SE 2020 máy nhỏ gọn cấu hình cao sử dụng hai sim màn 4.7 inch đây giá hai cây hàng đẹp này là 3 triệu 2 nhé 3 triệu 2 nha mọi người SE 2020 quốc tế 64 gb zin đẹp 99 giá 3 triệu 2 rồi tiếp theo là một cây uh, SE 2020 quốc tế 64 gb này cây này pin zin 91 tình trạng cây này là vỏ đẹp đây vỏ máy đẹp chín chín. Nhưng mà cây này bị xước kính nha, đây. Bị xước kính một vết, hai vết ở đây. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa Xước kính hai vết bé tị ti. Bán uh, bán giá 3 triệu nhá. Đây, cây này bản Mỹ l này. Đấy, cây này bị xước kính, giá là 3 triệu. 3 triệu. Rẻ hơn hàng không xước kính. 200 000 đấy. Vẫn tặng sạc uh, cáp cường lực ốp lưng và bảo hành 3 tháng nhé Rồi, tiếp theo là một cây uh, SE 2020 quốc tế 64GB, cây này BG95. Tình trạng cây này là bị phản quang. Đấy. Phản quang thì nhìn, nhìn nghiêng mới thấy nhá. Đây, nhìn nghiêng mới thấy hai vệt phản quang nhá. Màn zin bị phản quang không phải màn lô đâu ạ. Màn zin bị phản quang SE2020 quốc tế 64 gb hình thức phẩy có bong sơn nhẹ, không cấn móp, không trời xước chỉ bong sơn thôi nhá. Đấy, màn bị phản quang nhẹ. Quay rất là kỹ rồi đấy. Giá cây này thanh lý cho mọi người là 2,6 triệu 6 nhá. 2,6 triệu nha mọi người. Rồi tiếp theo sang dòng 7 nhỏ quốc tế 32 gb Đây, màu trắng thì còn rất là nhiều pin cao, pin 90, 91, 90, 90. Hàng zin áp chưa qua sửa chữa bung mở gì luôn nhá. Màu trắng đẹp 99. Màu trắng đẹp 99, zin áp bản quốc tế Nhật nha. Đấy. Màu trắng rất là đẹp luôn. Pin cao, toàn pin 9x luôn. Màn 4.7 inch. Màn 4.7 inch, pin 1960 nha. iPhone 7 nhỏ quốc tế. 7 nhỏ quốc tế 32GB, tất cả đều US15. Giá chỉ 1 triệu 9 một cây nha mọi người 1 triệu 9 một cây ạ à. 7 nhỏ quốc tế 32 g Giá 1 triệu 9 một cây Bao quốc tế chọn đời nha Rồi có cả màu gold và màu đen nữa Đây Màu gold và màu đen thì pin nó hơi kém Nhà em Nhà em sẽ thay pin mới free cho mọi người này Pin uh, 58, pin 67, pin 74 Còn cây này pin 89 thì giữ nguyên nhá Đấy, pin dưới 80% Nhà em sẽ thay pin free cho mọi người Hàng zin áp chưa qua sửa chữa gì nhá Men màn vỏ pin zin hết luôn Hình thức máy đẹp 99% nhá Đấy Giá chỉ có 1 triệu 9 một cây 1 triệu 9 một cây Cây này là US14 này Pin zin 88 đây có cây này bản Mỹ US14 bản quốc tế nhá. Bán đồng giá cho mọi người luôn, 1 triệu 9 một cây. 1 triệu 9 một cây, 7 nhỏ quốc tế 32 gb tặng kèm phụ kiện và bảo hành 1 tháng lỗi đổi mới luôn nhá. Ok, tiếp theo là chuyên mục tai nghe iPod Pro 2 hàng new siêu chưa qua sử dụng. Đấy. Không khác gì một tai chính hãng nhé Chức năng định vị đổi tên sạc không dây chống ồn xuyên âm tai nghe iPod Pro 2 nha hàng thế hệ ai chống ồn xuyên âm là x2 so với tai nghe thế hệ 1 nha, hàng nghe cực kỳ là hay và êm luôn giá là 250.000 cộng với phí ship đấy 250.000 cộng phí ship riêng mua tai nghe thì không cần cọc mọi người chỉ cần nhắn địa chỉ và số điện thoại là em sẽ lên đơn gửi tai nghe cho mọi người nhé Ok video đến đây là kết thúc rồi mọi người có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ qua zalo hoặc số điện thoại tư vấn của em nhé xin chào tất cả mọi người